Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình anh Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của Túc thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những cái dự án, những quả kèo Aroc cũng như cửa lam chất lượng Túc gửi tới anh em. Ở video này thì Túc update lại cái dự án đào coin có tên là ICE. Thì rất nhiều anh em inbox cho mình hỏi là Túc là tại sao mà cái phần anh em có thể thấy cái búa này không ạ? Cái búa đang đập mà bốc bốc vào nó tóe lửa này là nó màu vàng mà của mình lại màu xanh. Không hiểu lý do thì mong Túc hướng dẫn và giải thích được chưa? Thì mình cũng trước tiên thì mình cập nhật cái con áng thì mình cái này thì mình nói sau nhá. Đấy, mình cập nhật này, như kiểu trên Telegram của nó đây. Hồi hôm qua đấy thì nó cập nhật thì con này này ICE sẽ mainnet vào listing vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024, sẽ cho phép KYC vài tháng trước khi thời điểm mainnet, được chưa? Tức là mùng 7 tháng 10 năm 2024 thì nó chính thức cho mainnet đâu đó hôm nay là bao nhiêu? Hôm nay là mùng 10 tháng 7 năm 2023, tức là còn một năm nữa, còn hơn một năm nữa cơ. Cứ anh em cứ bình tĩnh thông thả mà click thôi, được chưa? Thì con này mình nhận định là nó khá là ngon, được chưa? Vì cực kỳ cái lượng trên Twitter cộng đồng nó khá là đông đảo. Và bây giờ quay lại về cái vấn đề chính mà anh em có nhu cầu hỏi cho mình, được chưa? Không biết anh em không biết xem số dư cũng như là nó cứ hiện cái màu vàng ở đây này, không đảo được, được chưa? Nó cứ hiện màu vàng mà nó có mũi tên đảo chiều, mũi tên nó quay đảo chiều như kiểu cái dạng lodging ấy, được chưa? Thì anh em ấn giữ này, chưa? Ấn giữ vào cái hình mà người khi mà của anh em màu vàng ấy, màu vàng cái chỗ đoạn này này thì anh em sẽ ấn giữ khoảng tầm 5 giây, 4 đến 5 giây, được chưa? Thì là nó sẽ hiện là màu xanh như của mình thôi. Ấn giữ vào này, được chưa? Đó, ấn giữ vào thì là giữ tầm 5 giây ấy. Nếu mà đây của mình là màu vàng rồi mình không nói gì, nhưng mà của anh em là của mình là màu xanh không nói gì, nhưng mà của anh em màu vàng thì anh em phải giữ tầm 4 đến 5 giây, được chưa? Đây. Thì nó bắt đầu nó đảo đi chợ, như của mình cũng vừa đào thôi, mình cũng quên, cũng vừa nãy nó màu vàng không để làm video cho anh em, nhưng mà mình lỡ chọn ấn rồi thôi, để chợ anh em vẫn giữ khoảng tầm 4-5 giây nha. Thì bao giờ nó hiện cái màu xanh lá cây như vậy là ok, và anh em nếu mà khóa bao nhiêu thì anh em có thể là chọn, để chợ đấy. Đương nhiên là mình khóa 5 năm để nó tăng cái tốc độ đào lên, để chợ thường thường là anh em khóa 5 năm đi cho nó dài dài một tí, để chợ vì anh em khóa ít thì nó lại tốc độ đào nó ít, khóa 5 năm thì tốc độ đào nó mắc cơ. Đây cộng 250% tốc độ đào, được chưa? Đó. Đây, như anh em vừa thấy đây, đây mình khóa 5 năm, phân bổ 100%, khóa 5 năm, 5 năm sau thì nó phân bổ cho mình 100% và nó sẽ gia tăng tốc độ cho anh em là 250%, chuẩn đen luôn, được chưa? Tức là lãi suất hiện tại là 64/80 đấy. Rồi xong anh em kích vào phần là tôi đã hiểu và đồng ý và ấn vào giữ vào khóa số 2 là ok, được chưa? Cái này thì mình cũng không cần hướng dẫn nhiều vì anh em biết rồi. Cứ màu xanh như vậy là nó bắt đầu đào nha, còn nếu mà màu vàng thì nó chưa đào đâu, được chưa? Đấy, anh em lưu ý cho mình. Và thứ hai nữa là mà kiểm tra số dư thì anh em kích thẳng vào cái số dư của anh em, số dư hiện tại của anh em. Đấy. Nhưng mà của kích thẳng vào nha. Em kích thẳng vào cái từ ICE này. Cái từ trên cái từ ICE này. Cái mũi tên này. Thì nó hiện ra cái lịch sử số dư, được chưa? Ví dụ như của anh em mà là nó màu, có anh em ví dụ nó trừ này, được chưa? Trừ phần trăm có nghĩa là mình chưa kích vào, cộng này. Đó, phần đa là mình cộng hết vào. Đấy, trên cứ một tiếng là nó cộng 217, 226 cái đồng ICE. Nói chung là nó cộng cho anh em nha. Còn nếu mà của anh em màu đỏ mà nó trừ đi thì anh em phải kiểm tra lại cái phần đang đảo này, cái mỏ lết đang đập vào cái miếng đá tỏa lửa này là ok, được chưa? Đấy, nó không gì nó khó cả, anh em phải giữ tầm 4-5 giây nha, lưu ý vậy nha. Ok, còn mình sẽ cập nhật thêm cái con kèo này thì anh em cứ việc chiến thôi, vì kèo là kèo ngon, được chưa? Anh em cứ việc chiến thôi. Còn anh em nào mới mà chưa biết đến kèo này thì có thể là kích vào phần mô tả để xem video, hoặc vào trong kênh xem video. Sư phần 18 mình cũng để cái video hướng dẫn anh em đào rồi, được chưa? Để anh em xem. Còn anh em xem cái lộ trình chi tiết của nó thì anh em có thể là sang lên Twitter anh em xem nha, được chưa? Đấy, nó sẽ listing vào ngày 7 tháng 10 năm 2024, một năm nữa cơ. Ok, video này mình update lại cái dự án ICE. Anh em nào mà chưa đào được cái màu vàng ấy thì có thể là kích ấn giữ 4-5 giây này anh em đào nha. Nó cũng có thế đơn giản thôi. Video này mình gửi tới anh em nha. Hẹn gặp anh em video tiếp theo.